Hi, xin chào mọi người. Thì chào mừng mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình nhé. Hôm nay là cuối tuần á, mình được rảnh nên mình sẽ đi kiếm đồ câu cho mọi người. Thì tuần trước mình không đi kiếm được rồi do bão. Nên tuần này mình sẽ đi kiếm nhé. Thì cũng xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu. Rồi thì những cái mà món hàng mà mọi người nhờ mình kiếm á, thì mình đã tổng hợp vào một cái quyển sổ như vậy này nè mọi người. Đó, thì đây nè, có máy lua nè, máy cối nông nè, cần lua nè, cần câu lục nè, máy Ikada, cần Ikada nè, máy ngang xích biển nè. Đó, rồi những cái việc làm hôm nay là những cái mà mình sẽ ra cửa hàng mình lấy về cho mọi người nè. Đó, thì máy lua nè mọi người, có rất nhiều luôn. Nè, anh Hà Long Hải nè, tìm máy kit nè, anh đi Sony nè, rồi rất nhiều luôn mọi người, nó nhiều lắm. Thì những cái món hàng này á, mình ra ngoài cửa hàng á, thì mình có thì mình sẽ lấy cho mọi người nha. Và nếu mà không có thì mọi người thông cảm nha. Tại vì cửa hàng nó cũng không có hết tất cả những cái gì mà mọi người muốn có đâu. Thì thường là mọi người sẽ kiếm những cái máy nào rất là độc và rất là phải rẻ tiền nên nó cũng hơi khó. Đó, máy lua nè, máy lua quá trời luôn mọi người. Rất nhiều người muốn tìm máy câu lua luôn. Và đặc biệt là dòng Metanium XT nè mọi người. Đó, Metanium XT một người nè, hai người nè mọi người, đó, ba người nè, bốn người nè, năm người nè, đó, rồi Daiwa Kit nữa, Daiwa Kit cũng rất nhiều người tìm luôn, rồi đó, rất nhiều luôn mọi người ơi. Thì mình sẽ ra, mình có thì mình sẽ lấy. Rồi phía bên này là máy cối nông nè mọi người, là dành cho những anh em mà câu cá tra hoặc câu ngoài miền Bắc á, câu lục á, cũng rất nhiều luôn. Spin Power nè, Satiga nè, máy câu cá tra khỏe nè, khỏe mà rẻ tiền. Rồi đó, rất nhiều luôn mọi người. Rồi cần câu lua nè mọi người. Thì thực ra cái danh sách này mình tổng hợp chưa đầy đủ hết đâu mọi người. Nếu mà ai mà chưa có tên trong này thì có thể nhắn tin cho mình để mình bổ sung thêm vào. Tại vì tin nhắn mình nó nhiều quá, nó nhiều khi nó cũng bị trôi tin nhắn, mình không kiểm soát hết được hết á. Đó. Ở đây là cần câu lục nè. Cần câu lục là những anh em ở miền Bắc nè, là kiếm cần câu lục để câu cá chấm nè. Đó, rất nhiều là mọi người. Spin Power nè, Gamakatsu nè, Slipper nè. Rất nhiều luôn. Rồi đến máy Ikada nè. Ikada thì ít người kiếm hơn. Thì mình tổng hợp mới chỉ có hai người thôi, nhưng mà hình như có rất nhiều luôn á. Khoảng 5-6 người tìm luôn á, nhưng mà tin nhắn mình bị trôi. Mình mất tin nhắn nên mình không có ghi vào đây được, nên anh em nào phải không có ở trong này thì nhắn tin lại cho mình nhá. Rồi. Máy ngang câu biển nè. Rồi cũng có mấy anh em tìm máy ngang câu biển. Đó. Anh Vinh Quang Tạ nè, Tạ Quang Vinh á, thì theo dõi clip mình rất nhiều rồi, và anh đó thì kiếm cái máy ngang, máy điện á, nhưng mà clip của mình thì thường rất là ít xuất hiện những cái máy đó. Rồi, việc làm hôm nay nè mọi người, thì trong lần đi kiếm đồ câu này á, thì mình sẽ một là đi kiếm, thứ hai là sẽ đi mua những cái này, tại những cái này nó có sẵn ở trong tiệm rồi á, thì mình sẽ đi mua luôn. À, có anh Tuấn Sơn Lưu muốn mua cái Antares DC 2007 nè. Rồi bạn Nguyên Lê nè, mua Daiwa Ryoga 1520HL nè, Line New. Rồi chú Phan Gia Tuấn là mua cái khớp nối của cái bờ. Rồi anh Lê Văn Đông muốn mua một cái combo như cái combo mà hồi trước mình gửi về Việt Nam cho một bác ở Việt Nam. Đó. Ok, thì nhiêu đây thôi là cũng đủ mình làm mình hết nguyên một ngày rồi. Thì đây là tiền nhé mọi người. Đây là khoảng 10 man. Đây được gọi là một man của Nhật nhé mọi người. Một man tức là 10.000 yên đó, tương đương với khoảng 2,2 triệu. Thì mình có 10 man là khoảng 22 triệu. Thì hôm nay mình sẽ dùng 22 triệu này thì mình đi mua hàng cho mọi người. Thực ra mình cũng không còn nhiều tiền lắm đâu, nên mình cũng có kêu mọi người cọc cho mình á. Tại vì tiền mình gửi về Việt Nam, hàng mình gửi về Việt Nam mình chưa có ship cho mọi người được, nên mình chưa có lấy lại tiền được á. Nhưng giờ hôm nay chỉ có 10 man thôi. Ok.
thì bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ câu cho mọi người nha. Let's go. Ok, mình đã đến được tiệm đồ câu Kameya rồi nha mọi người. Thì hồi nãy mình có ghé qua Tuckleberry á, nhưng mà Tuckleberry nó không còn cái đồ gì mà có thể mua được cho mọi người hết, nên mình cũng không quay luôn. Nói chung là đã bị mình hốt hết lần trước rồi nên lần này nó không còn gì hết. Nên thế nên mình phải đi đến một cái cửa hàng khác ở xa hơn. Đó là Kameya nè. Rồi trên đồ xem bên trong này có gì nữa nha mọi người. Rồi trên tay mình là một con máy của Ryobi nha mọi người. Con Ryobi Zobier gì ạ? Size nó khoảng 2.000-2.500 đó mọi người. Dòng này câu lua, giá của nó là 1.500 yên, khoảng 350.000 đó mọi người. Đó thì cái ngoại hình con này còn xước xác. Thì lần trước ở cái tiệm Tuckleberry á, mình có lấy một con này, nhưng mà giá của nó tới là 3.300, tức là khoảng 700.000. Thì con đó nó còn mới và đẹp. Thì con này nó bị xước xác rồi và nó bị hư cái tay quay cũng cước đấy mọi người, nó không có lăn được. Thì nói chung là mình cũng lấy về mình sửa rồi đó. Rồi đây là một con máy câu biển nha mọi người, một con máy tròn câu biển nè, của hiệu gì mình cũng không biết luôn. Thì mình thấy lạ nên mình quay cho mọi người xem. Đó, máy tròn câu biển hoạt động thì cũng bình thường. Rồi để mình xem giá của nó xem. Giá của nó nè, 500 yên mọi người, khoảng 120.000. Đó, con máy tròn câu biển. Rồi trong cái rổ đồ cũ này nó cũng còn mấy con máy kim loại nguyên khối luôn nha mọi người. Mấy con máy kim loại size bự nè. Mấy con máy này mình thấy ở Việt Nam bán rất là nhiều đồ bãi những con máy này. Đây là con máy của Daiwa nha mọi người. Daiwa Horizon. Daiwa Horizon. Giá là 800 yên, là khoảng 190.000, 180-190.000 gì đó. Size con này chắc khoảng 5.000. Đó, để mình lục xem. Đây có một con máy nhỏ hơn này mọi người. Con này cũng của con này mình không biết của hãng gì nữa. À, Shimano. Con máy này của Shimano nhé mọi người. Đó, họa tiết màu vàng khá là đẹp. Size 2.000. Size 2.000 nhé mọi người. Giá của nó là 500 yên, khoảng 120.000. Đó, thì để mình tìm xem trong đống này còn cái gì nữa không. Đây, có một con máy ngang câu biển nè mọi người. Con này nó có cái đồng hồ đo nè. Con này dùng để câu biển nha mọi người. Giá của nó là 2.500 yên, là khoảng 550.000. Một con máy của Daiwa có cái đồng hồ để đo cái số mét mà cái cước mình nó ra dây được của mọi người. Máy của Daiwa, con này made in Japan nha mọi người. Thì lần trước mình có gửi một con về Việt Nam á, nhưng mà chưa có anh em nào chốt hết. Thì anh em nào có, các bác nào mà muốn chốt thì nhắn tin cho mình con mã số 13 nha mọi người. Đây một cái móc cá hay gì nè mọi người. Cái này chắc là cái khẩu cá đó. Mình không biết nữa, nhìn nó hơi lạ. Đây, trong đây là có một con máy Ikada nè mọi người. Con máy câu bè. Câu bè rồi câu cá cháp. Rồi đó. Thì con máy này làm bằng kim loại nha mọi người. Nhìn cũng khá là đẹp. Con máy đĩa giá của nó là 800 yên, là khoảng 190.000. Ngoại hình còn khá đẹp nha mọi người. Rồi mình hốt nó về luôn. Đây có một con máy
Ikada khác nữa nha mọi người, Made in Japan luôn nè mọi người. Máy này của Ryobi, nó làm bằng sợi carbon, cái vân sợi carbon nhìn khá là độc đáo luôn. Còn máy này rất là nhẹ luôn nha mọi người, còn máy này nhẹ tưng luôn á. Thì nói chung là nó nhẹ nhưng mà cầm, cảm giác cầm thì không có thích bằng mấy con mà máy bằng kim loại, cầm nó đầm tay hơn. Cái con sợi carbon này cầm như như là đồ chơi vậy á. Rồi con này mình không có lấy nha, con này mình bỏ lại. Rồi trong tủ kính là những cái con máy đắt tiền mọi người. Đây có một con Daiwa Satiga Z4500 nè mọi người. Con này là nó là cái thuộc dạng cao cấp của Daiwa nhé mọi người, hàng cao cấp nhất luôn á. Giá của nó bây giờ là khoảng 3.8, 3.9 gì đó. Satiga Z4500. Rồi con máy BBX EV giá khoảng 500.000, 550. Bên này có một con Daiwa Kit 2000 nhé mọi người. Thì con này ngoại hình xấu và nó hoạt động cũng không ổn định lắm, nên giá của nó chỉ khoảng là 250 thôi. Quay tất nhiên vẫn còn quay bình thường nha mọi người. Rồi phía bên cạnh là dòng Daiwa Exit nè mọi người, cái dòng câu lua mà cao cấp nhất của Daiwa luôn á. Đời này đời 2015 nha mọi người. Thiết kế rất là đẹp, cái màu vàng rất là tinh tế luôn, rất là cổ điển. Giá của nó bây giờ rơi khoảng hơn 9 triệu. 43 là 9 triệu, hơn 9 triệu một chút. Rất là đẹp. Đời 2015 này đẹp hơn nhiều so với đời 2018 luôn. Đời 2018 nhìn nó y chang con máy Certes nên rất là khó phân biệt. Rồi ở phía trên là Daiwa Emblem Z nha mọi người. Size khoảng 5.000, cối nông, câu lục hoặc là câu cá tra hoặc là câu sông gì cũng được, câu bãi biển đều ok hết. Giá là khoảng 550.000 mọi người. Rồi đây là một con Shimano Navi 8000. Thì con này cũng dùng câu lục hoặc câu cha là câu sông biển gì đều được hết. Con này size 8000 rất là bự luôn mọi người ơi. Thì con này giá chỉ có khoảng hơn 550 thôi nha mọi người. Ở một số tiệm đồ câu bán trên mạng mình thấy nó bán con này tới lận 1 triệu mấy, gần 2 triệu luôn. Rồi đây là một con Satiga đời 2010 nha mọi người. Size 4500, giá thì cũng rơi vào khoảng hơn 10 triệu. Rồi phía bên này có một con máy cũng khá là độc, giá cũng hơn 10 triệu luôn. Rồi phía dưới này là có những cái spool nhé mọi người, spool của Exit nè, Daiwa Exit nè, giá khoảng 3 triệu. Rồi đó mấy cái spool của mấy cái máy gì mình cũng không biết rõ nữa, cái máy gì màu đỏ nè. Rồi bên trong có spool của Stella kìa mọi người, giá khoảng 500.000. Stella này đời khá là lâu rồi. Đó, phụ kiện spool rồi tay quay, nói chung là cũng không có nhiều lắm, chỉ có khoảng 7-8 cái thôi. Ok, giờ sang đến cần nhé mọi người. Đây trên tay mình là một cái cần Daiwa Liberty, cần này là cần súp nhé mọi người, màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì còn mới khá đẹp đó. Độ cứng là T20, độ cứng 20, dài 3m9 nhé mọi người. Thích hợp cho mọi người câu cá tra hoặc là câu lục ngoài miền Bắc, rồi câu sông, câu hồ, câu bãi biển đều ok hết so với cần này. Nói chung là nó chỉ không có lua được thôi, nó nặng quá. Còn là mọi người câu các thể loại còn lại thì đều được. Đây cái dàn khoen của nó nha mọi người. Dàn khoen còn khá là ổn luôn, khá là đẹp. Khoen này là khoen chống rỉ hết nha mọi người. Nói chung là hàng nội địa Nhật thì cái khoen của nó cực kỳ tốt luôn, chống mặn và chống rỉ, không như những cái hàng Trung Quốc. Khoen xài được khoảng 1 tháng là nó gãy hết trơn. Giá của nó là khoảng 1 triệu nha mọi người, 4,5 cm khoảng 1 triệu. Rồi trên tay mình là một cái cần Daiwa Liberty Club nữa nha mọi người. Màu đen rất là đẹp luôn, carbon xoắn X, rồi được phủ thêm một cái lớp sơn bóng nữa, rất là đẹp. Cần này thuộc dạng cần súp nha mọi người, độ cứng 15 và 2m7. Thì nó thích hợp cho mọi người nào câu câu sông, câu hồ tự nhiên đều được hết. Nhiều khi cây này nó đem đi câu lua cũng được luôn mọi người. Đó, nó dài khoảng 2m7 thì câu lua vẫn rất là ok luôn. Carbon xoắn X rất đẹp luôn nha mọi người. Đó, cần của Daiwa xịn sò, mới tinh luôn. Cái dàn khoen của nó này mọi người, dàn khoen cực kỳ mới luôn nè. Hầu như là cái cần này chắc là khoảng 99% của mọi người. Đó, rất là đẹp luôn.
Rồi, cây này có giá là 4 bảng 1 triệu nha mọi người, 4,5 triệu. Quá ngon, bộ rẻ luôn mọi người. Rồi, đây là một cây Daiwa Bright Sub, độ cứng là T30, dài 4,05 m nha mọi người. Cây này có màu trắng ngọc trai, cán cắm gốc nè mọi người. À, nó có bị xước xát rồi. Thì con này sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người, Trung Quốc xuất Nhật. Nói chung xuất được sang Nhật là cũng khá là bá rồi đó. Rồi, đó, cái bát của nó cực kỳ đẹp luôn nè mọi người. Bát Fuji, chống rỉ, cần rất là đẹp. Cần này thì thích hợp cho mọi người câu cá tra, rồi câu sông hồ đều ok hết. Thì cái cần này nó bị, cái đầu bu của nó bị rớt ra mọi người. Bị, nói chung nó bị mất cái đầu bu á, chứ không phải bị gãy nha mọi người. Nó bị mất cái đầu bu nè, nó có cái dấu đen đen của bị ai rút cái đầu bu ra nè. Thì mọi người chỉ cần mua cái đầu bu khoảng 100.000, 150.000 gì đó là có đồ xịn rồi, gắn vào thôi là ok. Thì nó bị như vậy nên giá của nó rẻ lắm mọi người, giá của nó nhưng chỉ có khoảng 1 triệu thôi. Mà cái cây cần này một cây cần cao cấp nha mọi người, nó có HVF luôn nè, high volume fiber đó, là một chất liệu carbon rất là cao cấp của Daiwa. Những cái cần thường không bao giờ có được hết đâu. Giá của nó 1 triệu. Thì mình nghĩ là mọi người về mua về, mọi người gắn cái đầu bu mà là có một cái cần ngon lành liền mà giá rẻ nữa. Đó, rất đẹp luôn. Rồi, đây có một cái cần ISO khá là đẹp nên mình lấy quay cho mọi người xem nhé. Một cái cần Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Thông số là 1530. 1 ở đây có nghĩa là cái đường kính ngọn của nó là 1mm nha mọi người. 530 thì như là nó dài 5m3. Đó, cần rất đẹp luôn. Cái màu đỏ còn có cái mấy cái vân 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 giống như là cái vân lửa đó mọi người. Đó, cần đẹp lắm. Cần một trong những cần đẹp nhất mà mình từng cầm luôn á. Cần này thì chắc là câu cá hanh, cá cháp gì đó. Cần Shimano nha mọi người. Đó, cái dàn khoen của nó nè. Để mình tháo cái dàn khoen của nó cho mọi người xem nha. Đó, cái dàn khoen còn cực kỳ mới và rất là đẹp luôn mọi người. Cái cần này mới lắm, mà cần này chắc khoảng mới khoảng 98% á. Đó, cái ngọn nó cực kỳ nhỏ luôn nè, 1mm, nhỏ xíu luôn. Cần rất đẹp luôn nha mọi người. Những cái dàn khoen của nó là biết cái hàng chất lượng cao luôn á. Rồi, đây, cây này giá của nó là khoảng 1,8 là khoảng gần 4 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. 4 triệu á. Rồi, đây mình thấy có một cây Shimano X-Ride nha mọi người. Cần còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Mới tinh luôn mọi người. Đó, rất là mới luôn nè. Cần này lua cá lóc, cá chẽn, cá lóc ok. Thông số 168mh mọi người. Cây này có một khúc thôi, nếu mà hai khúc mình hốt nó liền. Giá của nó chỉ có khoảng là 2.300.000 thôi. Cần còn rất là mới, X-Ride còn rất là mới luôn, mà giá chỉ có 2.300.000. Tiếc là nó một khúc, chứ nếu mà nó hai khúc là mình hốt nó về mình câu cá lóc 100% luôn. Đó, thì cũng có mấy cái cần ở đây cũng chủ yếu là cần một khúc không à, nên mình cũng nói chung là quay cho mọi người xem cần bên Nhật nó đẹp ra sao, giá cả nó như thế nào thôi, chứ không có đem về được nha mọi người. Một cây cần UL để câu cá suối nè mọi người, rất là đẹp, cần cực kỳ đẹp luôn. Cần này của hãng gì mình cũng không biết nữa. Đó, ôi, cây này giá tới là 8 triệu rưỡi. Giá 8 triệu rưỡi nha mọi người. Cây cần câu cá suối cực kỳ đẹp luôn. Đó, giá thì cũng rất là đẹp. Ok, thì mình đã về nhà rồi nha mọi người. Đây là cái đống máy câu mà mình mua được cái lần này, với lại cái mấy cái lần trước mình mua, có đi mua lạc bạch á. Nhưng mà mình không có đăng clip lên, tại vì mình cũng hơi lười. Thì đây máy câu nè, rồi cần câu nè mọi người. Rồi mấy cái phụ kiện linh tinh. Rồi những cái mà set, những cái mà combo mà mọi người nhờ mình mua. Đó, mình cũng mua ở đây. Rồi mấy con cá giả của mình không xài nữa thì mình cũng lấy ra mình tặng luôn, rồi ai xài thì mình tặng cho mấy con cá màu giả luôn. Đó, có 2-3 con vậy á.
Rồi đây những cái set mà mọi người nhờ mình mua này. Rồi máy câu này mọi người, máy câu thì cũng khá là nhiều luôn. Thì máy câu cũng có một số anh em nhờ mình kiếm thì mình cũng kiếm được á. À, đó thì mình cũng để đây. Rồi cái video này mình chỉ giới thiệu cần và máy mình kiếm được thôi nhá. Còn trong cái video sau á thì mình sẽ video sau chắc ngày mai á, khoảng ngày mai thì mình sẽ đăng clip lên giá cả từng con rồi tình trạng như thế nào cho mọi người xem nhá. Thì mọi người chốt hàng thì chốt ở cái video đó nhá mọi người, chốt trên YouTube ở cái video đó. Còn mọi người mà nhắn tin trước cho mình á, nhiều khi là nhiều tin nhắn quá mình không có kiểm soát hết được, nên mọi người cứ chốt con nào thì chốt trên video nhé mọi người. Còn ai mà nhờ mình kiếm á, có con nào mình sẽ nhắn tin lại cho mọi người, hoặc là mình có quên á thì mọi người thấy mọi người nhắn tin lại cho mình đó. Thì mọi người nói là hôm trước mình có nhờ mình, bạn có nhờ mình kiếm cái con máy này gì đó, thì mọi người nhắn tin cho mình sẽ để lại cho mọi người. Còn đó thì đến ngày mai mà không có ai nhắn tin cho mình nữa thì mình sẽ đăng lên những cái con mà mọi người còn lại nhé mọi người. Rồi hàng lần này cũng rất là hot luôn mọi người. Đó, như là con Navi 8000 mọi người, mình vừa lấy ở tiệm đồ câu về, phải nói là hoạt động cực kỳ mượt luôn, cực kỳ êm luôn này, kinh khủng luôn đó mọi người, êm kinh khủng. Đó thì con này giá chỉ có khoảng 550.000 thôi, mà ở Việt Nam mình thấy ở trên mạng á, người ta bán á, là con này ít nhất 1,5 triệu, 1,5 triệu đến 2 triệu một con Navi đó, 8.000, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn, ít nhất 2 triệu, mà ở ngoài bên Nhật người ta bán chỉ có khoảng 600.000 thôi, là biết là Việt Nam nó chém ghê cỡ nào đó mọi người. Đó thì con này mai mình đăng video nhá, tại con này mình chưa thấy ai nhận hết, thì ai chốt được sớm con này thì chốt nhá, chứ đừng nhắn tin riêng cho mình sau cái video này nhá. Đó, mình đăng video cho nó công bằng, ai chốt được thì chốt. Rồi ok rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Nếu mọi người thấy video hay thì hãy cho mình một đăng ký kênh để mình có cái động lực mình làm những video tiếp săn hàng cho mọi người. Ok, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.